Những ngày cuối năm, nhịp sống hối hả dồn dập hơn thường lệ. Tạm gác lại công việc và lo toan của cuộc sống đời thường, chúng tôi nhận lời tham gia hành trình vượt với những cung đường thú vị. Không phải là hành trình bốn bánh mà chúng tôi thường lái, không phải là trải nghiệm xuyên qua nhiều cung đường khác nhau, trải nghiệm những bản sắc văn hóa đặc trưng vùng biển của dải đất hình chữ S. Hành trình lần này đặc biệt hơn khi chúng tôi có dịp theo chân đoàn mô tô khổng BMW Motorrad với hơn 70 xe tụ hội từ ba miền đất nước hướng đến mục tiêu chinh phục những cung đường dọc ngang nước bạn Campuchia. Một tour được thiết kế mới lạ bởi những biker đến từ hội BMW Motorcycle Club Việt Nam. Hội nhóm của những gã đàn ông phong trần mạnh mẽ của niềm đam mê tốc độ và khát khao chinh phục những cung đường thử thách. Theo lịch trình đã vạch ra, hơn 4 giờ sáng một ngày đầu tháng 12 năm 2019, khi tiết trời Sài Gòn bắt đầu se lạnh, những con phố đêm đã vãn người xe qua lại. Các tay lái BMW Motorcycle Club Việt Nam khoác lên mình những bộ giáp chất lử, cưỡi chân lưng chiếc mô tô BMW hầm hố, bắt đầu hành trình đến với nước bạn Campuchia. Nhiều năm trong nghề, từng tham gia khá nhiều hành trình từ 4 bánh đến 2 bánh, nhưng phải thú thật, đây là lần đầu tiên chúng tôi đồng hành cùng đoàn xe ngầu và hùng hậu đến vậy. Các tay lái BMW Motorcycle Club Việt Nam trên lưng chiến mã BMW thuộc các dòng xe GS, GSA có trọng lượng hàng trăm kg nối đuôi nhau, tuần tự di chuyển trông như một đoàn tàu cao tốc rời Sài Thành. Tiếng pô rền vang xé toang màn đêm, đoàn xe phân khối lớn BMW tăng tốc, rẽ gió hướng về cửa ngõ phía Nam, xuyên qua quốc lộ N2, rồi dọc theo tuyến quốc lộ 62, tiến về cửa khẩu Bình Hiệp thuộc địa phận Mộc Hóa, Long An. Trời tờ mờ sáng, mặt trời đỏ ửng lấp ló sau những dặng tràm đặc trưng ở Đồng Tháp 10. Đoàn xe kịp tiến đến khu vực cửa khẩu sau hơn một giờ kéo ga. Dàn xe với những chiếc mô tô tiên tỷ đậu thành hàng ngay ngắn tại cửa khẩu trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của người dân địa phương. Không ít người trầm trồ bởi lần đầu được nhìn thấy những chiếc xe phân khối lớn chất như vậy. Sau gần 3 giờ đồng hồ hoàn tất những thủ tục, giấy tờ cho cả nài và xe, những chiến mã BMW Motorrad cũng in dấu xe trên đất Campuchia. Cung đường nối từ cửa khẩu nước bạn đang trong quá trình thi công dang dở. Liên tiếp những dải đường đất gồ ghề, lượn sóng đầy thử thách nhưng không làm khó các tay lái BMW Motorcycle Club Việt Nam. Đoàn mô tô rồng rắn nối đuôi nhau kéo dài đến vài km, xuyên qua làn bụi mù, hăm hở tiến vào nước bạn Campuchia. Khá giống thành phố Hồ Chí Minh, khí hậu ở nước bạn Campuchia những ngày cuối thu tương đối dễ chịu. Vượt qua đoạn đường ngổn ngang chắp vá, đoạn chúng tôi ngược hướng bắc trên tuyến đường quốc lộ trải nhựa phẳng lì vắt qua những rừng cây, chạy dài đến chân trời xanh trong xa tít. Gần 4 giờ chiều, sau khi vượt quãng đường gần 500 km từ thành phố Hồ Chí Minh, đoàn chúng tôi cũng đến điểm nghỉ chân tại thành phố Stung Treng. Thành phố nhỏ nhắn nhộn nhịp nằm dọc theo triền đê Mekong, nơi dòng sông hùng vĩ hợp nhất với dòng Sekong. Những làn gió mát mang hơi thở của sông nước phần nào xua tan cảm giác mệt mỏi trong các tay lái BMW Motorcycle Club Việt Nam sau một ngày cầm cương chiến mã BMW. Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi dạo quanh phố xá Stung Treng, ngắm dòng Mekong, dòng lớn cuộn chảy, đoàn chúng tôi chào đón thêm gần 30 thành viên mới. Đây là những thành viên hội BMW Motorcycle Club Việt Nam xuất phát từ Hà Nội và Đà Nẵng qua cửa khẩu Lệ Thanh, Gia Lai trước khi hội quân tại Stung Treng. Lúc này, lực lượng của đoàn hùng hậu hơn với gần 70 biker. Sau những cái ôm chặt, tay bắt mặt mừng thể hiện tình đoàn kết, đoàn chúng tôi tiếp tục lên đường hướng về Siem Reap, nơi có cố đô Angkor nổi tiếng. Cung đường dài hơn 300 km bắt ngang đất nước Campuchia, trải dài từ những thảo nguyên cây bụi và cỏ dại đến những cánh đồng thốt nốt ngút ngàn tầm mắt. Giống như tre Việt Nam, thốt nốt được xem là loài cây biểu tượng của Campuchia, là niềm kiêu hãnh của người Khmer từ bao đời nay. Bất chợt, chúng tôi nhớ đến câu nói nổi tiếng của quốc vương Campuchia một thời vẫn còn vang vọng, rằng ở đâu có cây thốt nốt, nơi đó là đất của người Khmer. Gần xế chiều, khi mặt trời ngả bóng về phía tây, đoàn mô tô rền vang lăn bánh hướng về thành phố Siem Reap sầm uất, đến với vùng đất thiêng Angkor vốn dĩ là niềm tự hào của người dân Campuchia. Những con đường nhỏ dẫn vào thành phố ken đặc người xe. Đoàn chúng tôi mất thêm gần nửa tiếng để len lỏi qua dòng người, tiến về điểm dừng chân nằm cách quần thể Angkor khoảng 5 km.
Sau khi ổn định chỗ ở và dành ít phút nghỉ ngơi, đoàn chúng tôi có gần một ngày khám phá Siem Reap. Điểm check-in đầu tiên chắc chắn phải là Angkor, di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận từ năm 1992. Dù đã nghe danh từ lâu và đã được ngắm nhìn Angkor từ sách báo trước đó, nhưng nhiều người chúng tôi không khỏi ngạc nhiên trước sự hùng vĩ của quần thể kiến trúc này. Angkor trong tiếng Khmer cổ có nghĩa là kinh đô hay thành phố huyền diệu. Di sản này trông như thành phố cổ nằm trong khu rừng già có diện tích khoảng 400 km². Nơi đây chứa đựng nhiều dấu tích tráng lệ của thủ đô qua các thời đế quốc Khmer khác nhau từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 15. Quần thể Angkor bao gồm các ngôi đền chùa nổi tiếng, trong đó đáng chú ý nhất là Angkor Wat và Angkor Thom và đền Bayon với vô số đồ trang trí điêu khắc tiêu biểu cho văn hóa kiến trúc của người Khmer cổ. Dấu ấn cuối cùng trong hành trình, các tay lái BMW Motorcycle Club Việt Nam có dịp tham dự ngày hội BMW Motorrad Angkor Festival. Đây là sân chơi được tổ chức bởi những người bạn Campuchia cùng chung niềm đam mê xe phân khối lớn, là nơi gặp gỡ giao lưu của các biker đến từ các quốc gia trong Đông Nam Á và khu vực lân cận như Trung Quốc, Đài Loan, Sri Lanka, v.v. Tại đây, các tay lái BMW Motorcycle Club Việt Nam giao lưu với những người anh em chung niềm đam mê xe phân khối lớn, cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm lái xe và chụp chung những tấm hình lưu niệm, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa các hội nhóm chơi mô tô trước khi chia tay nước bạn Campuchia, kết thúc hành trình hơn 1.000 km với nhiều cung bậc cảm xúc khó quên.